Hiện tôm nuôi ở nhiều cánh đồng tôm tại tỉnh Nghệ An đang chậm lớn, chết hàng loạt, khiến người nuôi tôm chịu nhiều thiệt hại. Nhiều cánh đồng tôm ở huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai và một số địa phương khác đang rơi vào cảnh điều hưu, quạt máy bỏ không, tôm chết hàng loạt, có nơi thua lỗ tới hơn 80%. Nguyên nhân là do nắng nóng gay gắt kéo dài, tôm nuôi dễ bị sốc nhiệt. Các vùng nuôi tôm ở Nghệ An hầu hết đã bị nhiễm dịch bệnh từ trước. Ổ dịch cũ, khi gặp thời tiết bất lợi, tôm dễ sinh bệnh và phát triển thành ổ dịch lớn. Ngoài thiệt hại do nắng nóng và dịch bệnh, thời gian gần đây, giá tôm nuôi tiếp tục lao dốc, khiến người nuôi càng thêm khó khăn.